Chào mừng tất cả các bạn đến với channel Nắng Ấm của tôi nha. Mình sẽ quay cảnh lên bờ của chiếc máy cắt lúa dân quay 82 máy mua luôn mấy bạn ơi. Rồi lên bờ cho các bạn xem. Rất là cao mấy bạn. Bờ này nó hơi cao. Ồ, khúc chỗ này hơi khó đi mấy bạn ơi. Dài quá thì dài. Cái này cắt luôn không các bạn? Ơi.
thấy xa xa trên lộ mình thì có thấy một chiếc máy cậu lúa nó đang chạy tành tành ở đây các bạn ơi. Mình sẽ quay chiếc máy cậu lúa nó đang chạy ra đây cho các bạn xem nè. Cái cậu lúa này nó chạy rất là ung dung mình các bạn. Cái này đặt cái chuyện đê với quê mình đó các bạn. Phía sau này là cái rặng chăm bầu cặp bờ kênh lúa, là nó hay có mấy cây chăm bầu nó mọc lên cặp theo cái bờ ven kênh. Đây là một cái chuyền đê. Rồi phía bên tay phải của mấy bạn là cái bụi lùng đó các bạn. Cái lùng này hiện giờ là ít có sử dụng rồi và nó cũng ít nữa. Lùng lúc trước người ta lấy người ta làm dây để người ta chầm lá mấy bạn ơi, bây giờ lâu lắm rồi mình mới gặp nó rồi. Cái thân nó tròn y gan là cái cơ để làm cái da vậy. Di chuyển cũng khá dễ dàng. Rồi giờ xuống đây cái dốc nó hơi cao.